tất cả những thông tin về đợt update cũng như là đợt thông tin mới cho Tết âm lịch Lunar New Year, trang phục Queen mới, trang phục King mới sẽ có mặt, và thêm những cái trang trí cho ngôi làng của các bạn cho năm mới, nó sẽ có trong video ngày hôm nay, và thêm phong cảnh mới nữa các bạn nhé. Let's go. Xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Akari Gaming. Mình là Akari đây. Ngày hôm nay đã là 29 Tết rồi mà mình vẫn đang ngồi đây để làm video cho các bạn. Anh em đã sắm sửa được nhà cửa, chuẩn bị Tết được như thế nào rồi? Hãy comment của phần bình luận phía dưới các bạn nha. Và ngày hôm nay mình cũng rất là vui mừng khi mang đến cho các bạn rất nhiều rất thông tin nóng hổi cho cái bản cập nhật mới của năm mới 2021. Và chuẩn bị nó sẽ có phong cảnh mới các bạn nhé. Ngoài những cái phong cảnh ở đây mình vẫn thường xuyên mua rồi thì đây thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn một phong cảnh cực kỳ mới. Và thêm cái bộ trang phục bên cạnh cái nữ hoàng chiến binh của năm ngoái thì chúng ta sẽ có vua chiến binh, thì tất cả nó sẽ có mặt ở trong video ngày hôm nay. Và bây giờ nếu anh em có nhu cầu mua gem, mua váy vàng và đặc biệt là những gói ưu đãi trong cửa hàng, sắp tới sẽ có những gói ưu đãi mới nữa, thì cứ liên hệ mình theo đúng đường link fanpage Akari Gaming. Gần 45.000 follow đăng ký. Anh em đừng có nghe bọn giả mạo nó lừa. Mình không bao giờ mua bán hàng. Anh em lưu ý là như vậy. Và tất cả các giao dịch chỉ qua fanpage Akari Gaming của mình các bạn nha. Thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết. Sẽ có những gói đón năm mới cho anh em nha. Let's go. Và đây là gói đặc biệt cho Tết âm lịch Lunar New Year các bạn nha. Và nó sẽ có về cái Fire Fanboy, vâng, thanh niên ôm bom mà có cả pháo hoa này, rồi có xẻng với cả có 5 triệu vàng. Cái gói này nó sẽ có mặt trong cái đợt mua bán để New Year. Bên cạnh đó các bạn có thể thấy là sự kiện một gem và Hog Mountain Challenge, nó giống như kiểu là cái thử thách mùa đông tráng lệ mà lần này thì Supercell họ đưa ra thử thách, đó chính là ở vùng núi trừ kỵ sĩ. Đấy các bạn nhá, họ rất biết lắng nghe mỗi khi các game thủ đưa ra ý kiến. Và khi các bạn hoàn thành cái thử thách này, các bạn sẽ có 400 điểm kinh nghiệm, 15 gem và 2 bình thuốc thợ xây. Thì đây sẽ là thử thách của các bạn. Và nhìn nó giống cái kiểu ở bản đồ chơi đơn chưa? Các bạn thấy được cái đồ trang trí là em ôm bom rực lửa màu vàng chưa? Trang phục Queen với cả là trang phục của King, vua chiến binh. Và phong cảnh của Hog Mountain cũng đã có luôn đấy các bạn nha. Thì đây là cái phiên bản đặc biệt mà chỉ được dành cho các bản test của các creator program của Supercell và Akari Gaming, là một kênh duy nhất ở Việt Nam có được cái bản test này để mang đến cho các bạn trải nghiệm mới nhất về tựa game Clash of Clans. Và tất cả những thông tin nóng hổi nhất, chính xác nhất về game Clash of Clans sẽ được Akari Gaming cập nhật. Thì về cái thử thách này thì các bạn có thể thấy là nó có 4 cây pro 1 tia ở góc và ở cái khu vực cái hang rồng kia. Vâng, nó sẽ rất là khó khăn đấy các bạn ạ. Với cái lực lượng này đánh thì không biết là nó có giới hạn lính như này không thì mình cũng chưa rõ lắm, bởi vì là cái bản test này thì họ gửi video. Đấy, vâng, hai King vả nhau chém không trượt phát nào. Kinh khủng hoảng ấy nhờ anh em nhờ. Inferno 1 địa đốt là càng cỏ đấy. Và mình nghĩ là cái bản đồ này sẽ rất là khoai, sẽ rất là khoai khi thi đấu đây. Càng cỏ lắm nha. Đấy các bạn không thấy Inferno nó đốt là hoảng rồi. Nên là cái này cần phải đầu tư thêm thời gian để thử lý xem. Và bây giờ đưa Hawk ra để trải nghiệm xem nào. Có cái gì ở trong kia không? Có cái gì ở trong kia không? Thôi xong rồi, rơi các ông ạ. Rơi rồng, ôi họ hàng hốc nhà rồng ra hết. Cả rồng bot cũng có mặt ở đây. Ôi dồi ôi, thế này thì đỡ kiểu gì với thử thách này? Thật khó đỡ đấy anh em ạ. Hãy đưa ra suy nghĩ của các bạn với cái độ khó của thử thách lần này đến từ Supercell. Và đừng quên like, share, đăng ký kênh Akari Gaming, cập nhật những thông tin nóng hổi nhất, chính xác nhất về tựa game Clash of Clans nha các bạn nha. Tất cả liên hệ qua fanpage của mình để mua bán luôn. Và đây là ngôi làng bình thường của chúng ta. Bây giờ sẽ là thay đổi phong cảnh để anh em thấy được cái sự mới lạ của Supercell Hog Mountain Scenery. Phong cảnh đồi núi trừ kỵ sĩ sẽ có mặt
cho bạn Lunar New Year Tết truyền thống của chúng ta, Tết cổ truyền. Yo. Cảm nghĩ của các bạn như thế nào? Vâng, hai tượng trừ kia kìa. Đây, ngôi làng mới của chúng ta sẽ đón năm mới ở đây với trang phục King Queen là chiến binh. Và có cả cái cây lộc tài kia rồi đấy. Cây may mắn đấy các bạn nhé. Và đấy sẽ là cái chướng ngại vật cho cái mùa Tết dương lịch, Tết âm lịch năm 2021. Và đây là hai cái cổng ông chư kỵ sĩ gác cổng đây rồi. Ui giời, nhìn như kiểu cái chùa gì ở Đà Lạt ấy nhỉ. Chùa phong cảnh của Sơn Tùng ấy. Đấy, có cả núi ở bên góc trái bên kia. Và cái làng chài bến cảng của chúng ta đây. Đấy, nhìn nó rất là cổ và xưa đúng không anh em? Hãy đưa ra cảm nhận của các bạn về bộ trang phục của ngôi làng mới này. Và chắc chắn là những cái này mình sẽ mua thôi. Đây là mình review trước cho anh em thôi. Đấy các bạn nhá, mình chỉ review trước cho anh em thôi. Anh em mà có nhu cầu mua những cái gói này thì cứ liên hệ đúng đường link fanpage Akari Gaming của mình, chứ đừng có nghe linh tinh nhá. Bởi vì mình thông qua fanpage Akari 45.000 đấy. Và đây là dãy hàng thông đôi 4, 6, 8 hàng thông cho 8 năm vừa rồi của Supercell với tựa game Clash of Clans các bạn này. Đây rồi, cảng này được của nó quá nhỉ. Đây mới chỉ là bản test của Supercell thôi, mà chỉ dành cho những nhà creator program mà Supercell họ đưa ra để cho làm video test thử các bạn nhé. Còn khi nào có thì mình sẽ làm luôn video mới cho các bạn để mình mua luôn anh em trải nghiệm. Đây sẽ là cái cây chướng ngại vật cho Tết truyền thống 2021 của chúng ta, Lucky Fruit. Đây, cái gì may mắn đấy, có lẽ là đây hoa đào may mắn đấy anh em ạ. Bên kia là cây mai vàng kìa. Và bây giờ năm nay sẽ là cái này. Và nó thay trang phục này, Warrior's King này. Ui giời, đây có lẽ là bộ trang phục vâng tiết kiệm vải nhất từ trước đến nay đến từ Supercell. Ai giời, vâng chỉ có mỗi cái sợi vải từ cái thắt lưng tít ra sau lưng thôi. Vâng, rất là tiết kiệm. Thôi thì năm nay đói kém mà dịch mà, thì lấy tiền đâu ra mà sắm cho nó đẹp. Thôi thì như vậy là cũng ok rồi. Thì đấy, cái dáng đi của nó anh em nhìn nó ngầu không? Bây giờ sẽ chuẩn bị lên đồ cho Queen luôn. Tức là cặp đôi chiến binh này nó sẽ quẩy tương bừng. Và chắc chắn là mình sẽ múc thôi. Kiểu gì mình cũng múc các bạn ạ. Giống như kiểu là mấy cái gói về Champion King ấy, nhiều khi mặc vào nó đánh vâng auto win. Tuyệt vời luôn. Đây em Queen lên đồ của nữ hoàng chiến binh. Đây là trang phục đặc biệt của năm ngoái, và năm nay họ cũng sẽ có bán lại ở trong cửa hàng. Anh em nào chưa có cơ hội mua thì cứ mua đi nhá, thoải mái tẹp bô mà xài. Đấy, đấy là hé lộ trước cho anh em thôi nha. Tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn. Và những cái gói này nó sẽ có mặt sớm ở trong cửa hàng. Úi xời, đi đường quyền ghê quá kinh ơi. Đây, đây sẽ là cái màn test thử để anh em thấy được cái sự bá đạo đến từ cặp đôi chiến binh. Vâng, thằng kinh chuẩn bị này, chuẩn bị, nhìn này anh em nhìn này. Ui dồi ôi, hiệu ứng đầu bò nó tỏa lên kìa. Hiệu ứng đầu bò hay là đầu trâu gì đấy tớ không rõ lắm, nhưng mà có cái đầu có sừng. Vâng, bò hay trâu gì nó đều có sừng hết, nhìn rất là ngầu các bạn nha. Đi đường quyền là cực kỳ chắc chắn luôn. À nhưng mà thằng này thì không bằng thằng vô địch. Khi mà thằng vô địch thì nó có cả đồ cho cả Barbarian con nữa, nhưng mà thằng này thì không. Ui giời, nói chung là cái gì nó hiếm nó cũng chất chơi hơn. Bộ đồ này không bán ở trong vé vàng đâu nha, anh em lưu ý nha. Rồi anh em có nhu cầu thì cứ liên hệ thẳng mình, Akari hỗ trợ thanh toán thẻ điện thoại, ngân hàng và Momo đều ok hết các bạn. Tiếp theo này, cho anh em test thử tiếp phát nữa này. Chỉ có những creator program thì mới được thôi, mà cả Việt Nam thì mới có Akari có thôi, nên anh em cứ theo dõi. Bấm vào nút like, share, đăng ký và ấn hình chức. Ô đấy, anh em thấy không, gồng kia. Ui, quá đẹp luôn. Trang phục bá đạo thật sự luôn. Đầu bò, đầu biếc các kiểu. Ôi xời. Này thì chơi chúng tôi này. Ôi, quẩy đi em mê. Này thì múc với chúng tôi này. Đấy các bạn. Đừng tiếc gì lượt like, share, chia sẻ nha. Và mình sẽ cập nhật những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất và chính xác nhất của Clash of Clans. Khi mà đã được Supercell họ đưa ra thông tin thì đúng đến giờ là mình sẽ ra video cho các bạn chính xác luôn anh em nhá. Rồi, quá là dễ luôn, mà kiểu gì cũng phải múc thôi anh em ạ. Múc nhanh và luôn thôi.
Và đó là tất cả những thông tin mới nhất, nóng hổi nhất của Laser Plan mà mình mong muốn được chia sẻ cho các bạn. Và các bạn nếu thấy thích video của mình cứ like, share, đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào hình chiếc chuông để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nóng hổi nào các bạn nha. Anh em có nhu cầu mua những cái vé vàng hay là những gói ưu đãi đấy thì cứ liên hệ với mình. Mình sẽ mua cho anh em cực kỳ nhanh gọn, thanh toán thẻ loại ngân hàng và Momo theo cái fanpage Arcady Gaming các bạn nhé. Bye bye anh em, và cập nhật đi, mình sẽ ra nhiều video nữa ngay trong thời gian Tết luôn.